Xin chào các bạn Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cái tờ khai lệ phí trước bạ của xe ô tô Khi đăng ký xe thì chúng ta sẽ phải khai cái bảng kê đầy đủ Và hôm nay thì chúng tôi sẽ có mẫu tờ khai này Nếu các bạn đã quan tâm đến mẫu tờ khai này và muốn khai tại nhà thì có thể uh, uh, alo cho tôi theo số điện thoại là 0902 157 666 Tôi sẽ gửi bản mềm cho các bạn qua Zalo hoặc là qua mail uh, để sẽ gửi cho các bạn các bạn là tự khai được và trước khi khai thì tôi cũng sẽ hướng dẫn các bạn một chút về hồ sơ xe để chuẩn bị khai như này những cái bản này thì các bạn cần có một bộ giấy tờ xe đầy đủ như là hóa đơn này tờ khai này tờ khai hải quan và cái tờ đăng kiểm đó là những cái đầy đủ chi tiết của bạn rồi đầu tiên thì tên người nộp thuế thì tôi sẽ Đánh ra tên người nộp thuế là uh, Trần Văn A đi Viết uh, Trần Văn A à, đây Vâng, chúng ta sẽ phải uh, viết hoa Rõ ràng mạch nào có dấu Tôi sẽ điền cả Đậm vào để các bạn xem Mã số thuế chúng ta có thì điền vào không có thôi Số chứng minh nhân dân uh, Thẻ căn cước công dân Thì uh, chúng ta sẽ điền uh, số chứng minh tư nhân dân của chúng ta vào Ví dụ là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 chúng ta sẽ điền vào đây. Đó. Ngày cấp ngày cấp ngày hôm nay là 15 tháng 04 năm 2020. Chúng tôi sẽ điền động vào để các bạn xem. Chúng tôi sẽ điền ở chi tiết nơi cấp Hà Nội này tôi sẽ điền đậm vào để các bạn có thể điền là một cách thoải mái nhất địa chỉ địa chỉ thì chúng ta sẽ địa chỉ ở trên cái tờ hóa đơn chứng từ địa chỉ tôi ở uh, tô hoàng nam từ liêm đây, tôi hoàng ở đây, địa chỉ đây là địa chỉ số nhà của bạn, à, à, phường của bạn, còn là quận huyện ở dưới này, quận huyện thì à, từ liêm, đó tôi cũng sẽ điền đậm vào để các bạn xem, thành phố hà nội này. chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn là khai chi tiết về cái tờ khai lệ phí trước bạ số điện thoại của tôi tôi để số điện thoại là 0902157666 tôi điền cả cái số của tôi lên đây bôi đỏ vào để các bạn xem sau này các bạn cần về cái mẫu tờ khai bản mềm thì có thể điện chúng tôi email phách email thì các bạn có thể bỏ qua từ cái dòng 15 này đến cái dòng 23 này bỏ qua, đại lý thuế, mã số thuế, quận, huyện, điện thoại các thứ bỏ qua hết. Tiếp tục, ta sẽ đến cái phần tiếp theo là mục tài sản. Ví dụ tài sản của tôi thì loại tài sản. À của tôi tôi mua con Ford đi for Everest đi. Tài sản. ô tô 7 chỗ Đây, thì điền vào. Đây. Giấy chứng nhận là uh, do cơ quan đăng kiểm uh, Việt Nam cấp đối chiếu với lại uh, tờ khai điện tử đăng kiểm cấp thì ví dụ là hai um, 20 gì nhỉ? KOT chấm 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 gì đấy. Trên cái tờ đăng kiểm đã có rồi, các bạn sẽ điền vào nhãn hiệu, nhãn hiệu thì uh, for Everest thì tôi nhận thấy nhãn hiệu là for điền vào for vào số loại và tên thương mại số loại của nó là Everest tên thương mại ấy là của uh, nó sau chữ Everest có cái gì đấy A, B, C, D gì đấy. Ví dụ như thế để các bạn điền, điền thông tin vào. Nước sản xuất là Thái Lan. Thái Lan này. Năm sản xuất năm nay 2020, 2020. Thể tích con này là động cơ 2.0, 1999 cc, nó sẽ kém hơn 1 cc trọng tải trọng tải là của nó ở trên cái tờ đăng kiểm của nó thì bao nhiêu gam đấy ví dụ là 1.200 kg đi kg số người cho phép kể cả lái xe xe 7 chỗ thì là tôi sẽ 7 người 7 người chất lượng tài sản chúng ta sẽ điền thêm cái từ chất lượng tài sản sẽ điền thêm vào là mới một trăm số máy trên hóa đơn hoặc là cái tờ đăng tờ khai nguồn gốc và tờ đăng kiểm thì có rồi số máy là a b c d một hai ba bốn số khung tương tự cũng thế chúng ta sẽ căn cứ vào cái tờ đăng kiểm a b c d một hai ba bốn biển kiểm soát và Số đăng ký ở đây dành cho xe cũ thôi Chỉ ra trị giá tài sản Ví dụ là tôi mua một tỷ rưỡi đi Điền vào Đồng 1 tỷ 500 triệu Đó chúng ta cũng điền vào mẫu hóa đơn chúng ta cũng điền mẫu hóa đơn vào tôi mua ở for Việt Nam S for VL ABCD gì đấy ký hiệu hóa đơn ký hiệu for VL số hóa đơn 1234 ta điền vào ngày hôm nay đi ngày trên hóa đơn mà tôi sẽ điền tạm ngày hôm nay 15 tháng 4 2020 quần gốc tài sản thì các bạn mua xe ở đâu thì các bạn sẽ điền vào tổ chức cá nhân chuyển nhượng tài sản Ví dụ như là tôi mua ở for Việt Nam tôi điền là for Việt Nam mã số thuế điền mã số thuế của For Việt Nam à một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín Địa chỉ, chúng ta sẽ địa chỉ điền địa chỉ vào, địa chỉ của nơi chúng ta mua ấy. Thời điểm uh, chuyển nhượng uh, giấy tờ thì chúng ta sẽ căn cứ vào ngày ở trên uh, hóa đơn. Ví dụ bài hóa đơn xuất ngày 15 tháng 4 năm 2020. Tôi sẽ điền ngày hôm nay. Tài sản uh, thuộc uh, diện được uh, miễn phí trước bạ thực ra cái này thì đa số nó không chúng ta sẽ điền không vào giấy tờ liên quan cùng có một là hóa đơn giá trị gia tăng hóa đơn chúng ta có thể viết tắt từ này được số chúng ta sẽ nhìn ở trên hóa hóa đơn gì đấy một ngày cấp căn cứ hóa đơn 1234 hai nơi cấp nhìn trên hóa đơn và để tôi bảo pho Việt Nam tôi sẽ ghi là pho Việt Nam đây tiếp đến đó là tờ khai nguồn gốc cũng như trên ngày cấp nơi cấp các thứ và cái mục thứ ba đó là đăng kiểm chất lượng. Chúng ta cũng điền thông tin vào. Ok. Như thế xong, xong rồi chúng ta sẽ điền ngày vào. Hà Nội. Ngày 15 tháng 4 năm 2020. Xong chúng ta ký vào. À, Trần Văn A Đó Trên đây là chúng tôi đã hướng dẫn các bạn về chi tiết cái tờ ghi về tờ khai lệ phí trước bạn à, gồm tên, địa chỉ, số và những cái thông tin mà chúng ta sẽ điền vào để chi tiết các bạn có thể căn cứ vào trên này các bạn nào quan tâm đến bản mềm thì có thể liên hệ chúng tôi theo số điện thoại là 0902 157 666 để chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn. Yên tâm, cái này chúng tôi sẽ hỗ trợ free thôi. Nếu các bạn cảm thấy kênh vua xe của chúng tôi hay và ý nghĩa thì rất mong quý vị và các bạn có thể đăng ký kênh. Vua xe xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.